Hello, hello, chào các bạn. Chào mừng bạn quay lại với việc luyện tập yoga cùng với mình là Thảo, Yoga and Fitness. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập yoga đầy đủ tiếp nhé. Mời các bạn vào tập. Chúng ta ngồi lên thảm này, hai chân xếp bằng hoặc chồng lên nhau. Giữ cho lưng thẳng. Tay đặt Chimura trên đầu gối. Chúng ta ngồi thiền, thư giãn, tĩnh tâm. Nhắm mắt lại. Thả lỏng hai vai, thả lỏng khuôn mặt. Tập trung điểm giữa chân mày. Hãy loại bỏ hoàn toàn mọi suy nghĩ lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung ý thức vào hơi thở. Hãy hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Cảm nhận nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ đang tràn vào cơ thể bạn, giúp cơ thể bạn đang ấm nóng dần lên và tràn đầy năng lượng. Từ từ chúng ta đưa ý thức trở về và mở mắt ra. Bây giờ chúng ta sẽ xoay cổ nhé, làm mềm cho các đốt sống cổ và chống thoái hóa đốt sống cổ. Tay chúng ta sẽ úp trên đầu gối này, giữ cho lưng thẳng. Hít vào, thở ra, bạn gập cằm xuống sát ngực. Hít xoay đầu sang phải, ngửa đầu ra sau. Thở ra, xoay gập cằm xuống. Hai, hít vào, xoay đầu lên. Thở ra, xoay gập cằm xuống, sát ngực. Ra, hít vào, xoay đầu lên, ngửa đầu ra sau. Thở ra, xoay gập cằm xuống. Chúng ta giữ lại và xoay ngược lại nhé. Hít vào, xoay sang trái, ngửa đầu ra sau. Thở ra, xoay gập cằm xuống. Hai, hít vào, xoay đầu lên. Thở ra, xoay gập cằm xuống sát ngực. Thêm một vòng nữa, hít vào. Thở ra, xoay gập cằm xuống. Bạn giữ ở đây và hít thở đều. Cho cằm chạm ngực luôn. 3, 2, 1. Hít vào, chúng ta nâng đầu lên và mở mắt ra. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi tập bò mèo nhé. Tay chúng ta sẽ đặt trên đầu gối này. Hít vào, chúng ta ưỡn ngực lên, ngửa đầu ra sau. Hơi đẩy cái bụng dưới của chúng ta xuống. Thở ra, chúng ta cuộn lưng ra sau. Cho cằm chạm ngực. 2, hít vào, chúng ta làm 5 lần. Thở ra, hóp chặt bụng, cuộn lưng ra sau. 3, hít vào. Thở ra. 4, hít vào, võng lưng, ngẩng mặt. Thở ra, hóp chặt bụng, cuộn lưng. Thêm một nhịp nữa, hít vào. Thở ra, bạn hóp chặt bụng, giữ ở đây, hít thở đều. Cho cằm chạm ngực luôn nhé. 3, 2, 1, hít vào, chúng ta đưa người về. Bây giờ chúng ta sẽ chụm hai bàn chân lại nhé. Hai tay ôm lấy hai bàn chân của chúng ta. Chúng ta phụ canh bướm, rung hai đùi lên xuống, giữ cho lưng thẳng. Rung rung hai đùi lên xuống, hít thở đều. Rồi chúng ta đưa chân về, hít vào, bạn ưỡn ngực. Thở ra, cúi gập xuống, cho trán chạm chân luôn, hít thở đều ở đây. Trả lại cho lưng, hít thở nhé. Cúi càng sâu càng tốt. Rồi hít vào, chúng ta cuộn lưng lên. Và mở mắt ra, chúng ta sẽ duỗi hai chân ra nhé. Ngồi gập thân, chúng ta sẽ duỗi chân phải ra.
chân trái chúng ta gập lại, gập sát vào chân phải của chúng ta. Hít vào vươn hai tay lên, thở ra vươn dài người gập sâu, thẳng lưng nhé. Khi bạn bị đau cơ gân kheo thì chúng ta có thể co nhẹ lại. Hai, hít vào, chúng ta làm 5 lần. Thở ra gập người xuống. 3, hít vào vươn hai tay lên, thở ra, thẳng lưng. 4, hít vào, thở ra gập người xuống. Thêm một nhịp nữa, hít vào, thở ra, tay ôm bàn chân, hạ trán xuống, giữ ở đây, hít thở đều. 3, 2, 1, hít vào, chúng ta vươn hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống, đổi bên. Bây giờ bạn duỗi chân trái ra, chân phải chúng ta sẽ gập vào, hạ cái đầu gối chân phải xuống nhé, dựng gót chân, mũi chân trái lên này, thẳng lưng, hít vào, vươn hai tay lên, thở ra, vươn dài người gập sâu. 2, hít vào, thở ra. 3, hít vào, vươn hai tay lên, thở ra, thẳng lưng nhé, hạ ngực lên đùi. 4, hít vào, chúng ta cũng làm 5 lần, thở ra. Thêm một nhịp nữa, hít vào, thở ra, tay ôm bàn chân, thả lỏng đầu cổ, hít thở đều. 3, 2, 1, hít vào, chúng ta vươn hai tay lên, thở ra, chúng ta hạ tay xuống. Bây giờ chúng ta sẽ co hai gót chân về mông, chúng ta tập con thuyền nhé. Hai bàn chân chúng ta khép lại, hai đầu gối khép lại. Gót chân cách mông khoảng 40cm. Tay đưa ra sau này. Hít vào, nâng chân lên, hai tay lên. Thẳng lưng, ưỡn ngực thẳng lưng. Nâng cằm lên. Giữ như vậy, hít thở đều, giữ khoảng 20 giây nhé, hít thở. Siết cơ bụng lại. Cái bài tập này hơi đau cơ bụng một chút. Bạn đừng có cuộn lưng lại thế này là được, chúng ta phải ưỡn cái ngực ra thẳng lưng là được, hít thở đều. Thở ra hạ xuống, chúng ta hít thở sâu làm thêm một nhịp nữa nhé. Hít vào, nâng chân lên, đưa hai tay lên, ưỡn ngực thẳng lưng, nâng cằm, cằm chúng ta sẽ song song với thảm. Mắt nhìn về phía trước, siết cơ bụng, hít thở đều. Sau này chúng ta làm quen sẽ duỗi chân thẳng ra luôn, giữ như vậy và hít thở nhé. Đây, khi các bạn làm quen thì các bạn duỗi thẳng chân ra, hít thở đều. Rồi thở ra, chúng ta hạ xuống. Bây giờ chúng ta sẽ chống tay sau lưng và hai bàn chân chúng ta mở rộng bằng hông, hai đầu gối mở rộng bằng hông. Bàn tay cách mông khoảng 1 gang tay và chúng ta hướng các ngón tay về mông nhé. Hai bàn tay mở rộng bằng vai. Khi nâng lên bạn nhớ đầu gối chúng ta đừng có sập vào trong nhé. Vậy để cho nó song song, nó khoảng cách của nó phải bằng hông của chúng ta. Hít vào, nâng hông lên, đẩy hông cao lên, ngả đầu ra sau. Thở ra hạ xuống. 2, hít vào, nâng hông lên. Thở ra, chúng ta cũng làm 5 lần. 3, hít vào, đẩy hông cao lên. Thở ra hạ xuống. 4, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối, hít vào, nâng hông lên, chúng ta giữ ở đây một chút nhé, đẩy hông cao lên, ngả đầu, thả lỏng đầu cổ. Giữ như vậy, hít thở đều. Ở đây nếu ai ngả cổ mà chúng ta ghế cổ á, thì bạn có thể nâng đầu lên cũng được. Giữ như vậy và hít thở thôi, cố gắng đẩy hông cao lên. Hít thở sâu. Rồi thở ra, chúng ta hạ hông xuống, bạn xoay cổ tay nhé. Thư giãn cho cổ tay của chúng ta. Xoay cổ tay, rồi chúng ta xoay ngược lại. Bây giờ chúng ta sẽ gập gót chân sang bên trái, tập bò mèo. Hai bàn tay chúng ta xòe nhẹ, mở rộng bằng vai. Hai đầu gối mở rộng bằng hông. Mũi chân có thể chống lên hoặc là hạ xuống đều được nhé. Chú ý cái vai chúng ta đừng có để nó sập xuống, chúng ta phải đẩy cái vai cao lên. Hít vào, võng lưng ngẩng mặt. Thở ra, hóp chặt bụng. 2, hít vào. Thở ra. 3, hít vào. Thở ra, hóp chặt bụng. 4, hít vào, võng lưng. Chúng ta làm 5 lần nhé. Thở ra, hóp chặt bụng. Thêm một nhịp nữa, hít vào. Thở ra, bạn hóp chặt bụng, cuộn lưng lên. Cho cằm chạm ngực luôn, giữ ở đây, hít thở đều, đẩy vai cao lên hết cỡ. 3, 2, 1, thở ra, chúng ta đưa người về. Bây giờ chúng ta sẽ chống 10 đầu ngón chân nhé. Đẩy mông lên, duỗi vai ra sau. Về tư thế chó úp mặt. Khi ở tư thế này mà các bạn bị đau cơ gân kheo thì chúng ta có thể co nhẹ đầu gối lại.
Rồi đi bộ hai gót chân một chút nhé. Đi bộ hai gót chân một chút, làm mềm cho cơ gân kheo của chúng ta. Rồi, hít vào, bạn đẩy vai lên, về chó ngửa mặt. Đẩy ngực qua cánh tay của chúng ta, nâng đùi lên. Thở ra, về chữ V ngược, chúng ta làm 3 vòng. 2, hít vào. Thở ra. 3, hít vào. Thở ra, bạn đẩy người lên chữ V. Giữ ở đây và hít thở đều. Rồi hít vào, bạn đá chân phải ra sau. Đá cao chân phải lên. Thở ra, co gối phải lại. Bước chân phải lên cạnh bàn tay phải. Nâng chân trái lên. Bạn nâng chân trái lên hoặc là hạ xuống đều được. Vươn tay phải lên. Mắt nhìn lên theo tay phải. Giữ ở đây và hít thở đều. Hít thở đều nhé, mở căng lồng ngực ra. Rồi thở ra, chúng ta chống tay phải, hạ gối trái xuống luôn, vươn hai tay lên, tư thế răng lưỡi liềm. Khi bạn mới thì chúng ta nâng hông lên, còn khi bạn tập lâu thì chúng ta hạ cái hông của chúng mình, hạ cái hông của chúng ta xuống nhé. Giữ ở đây và hít thở. Hít thở sâu vài nhịp thở. Rồi thở ra, chúng ta chống hai tay, nâng mũi chân trái lên, kiễng lên, bước chân phải về. Đẩy người lên chữ V ngược, đẩy vai ra sau, chúng ta đổi bên. Hít vào, đá chân trái lên. Thở ra, co gối. Bước chân trái lên cạnh bàn tay trái. Nâng đầu gối chân phải lên. Chân trái chúng ta trùng một góc 90 độ. Vươn tay trái lên. Mắt nhìn lên theo tay, giữ như vậy, hít thở đều. 3 2 1. Thở ra, hạ tay trái xuống. Hạ gối phải luôn. Rồi vươn hai tay lên, hít vào thật sâu. Mở căng lồng ngực ra. Tư thế trăng lưỡi liềm hay còn gọi là tấn thấp. Giữ ở đây và hít thở. Rồi thở ra, bạn chống hai tay. Rút chân trái về. Và chúng ta sẽ nằm sấp xuống thảm luôn nhé, tập rắn hổ mang nhé. Hai tay chúng ta chống ngang vai, khép hiểu tay vào, hạ rắn xuống. Hai đầu gối, hai bàn chân mở rộng bằng hông. Hít vào chống tay, nâng đầu lên, ngực lên. Thở ra, hạ xuống, rắn chạm thảm. Hai, hít vào. Thở ra. 3, hít vào. Thở ra, hạ xuống. Chúng ta cũng làm 5 lần nhé. 4, hít vào. Chống tay, nâng đầu lên, ngực lên. Thở ra, hạ xuống. Trán mũi chạm thảm. Thêm một lần nữa, hít vào. Thở ra, bạn quay mặt nhìn sang gót chân phải. Hít vào, đưa đầu về giữa. Thở, quay sang trái. Hít vào, chúng ta đưa đầu về giữa. Thở ra. Hạ tràn xuống, đan hai tay lại, áp mặt phải. Ngón chân cái chúng ta chạm nhau. Nằm thư giãn, vòng tròn năng lượng. Điều hòa cơ thể. Hít thở sâu. Rồi chúng ta lại đưa trán về giữa. Bạn đập hai gót chân vào mông, chúng ta tập cánh cung. Hai đầu gối chúng ta mở rộng bằng hông. Tay nắm lấy hai bàn chân. Bạn tránh nắm các ngón chân của mình nhé. Hít vào, thẳng cánh tay, nâng đầu gối lên. Nâng ngực lên. Kéo cao lên, càng cao càng tốt. Thở ra, hạ xuống, trán chạm thảm. Hai, hít vào. Thở ra. Ba, hít vào, kéo đầu gối thẳng lại cao lên. Thở ra, hạ xuống. Bốn, hít vào. Thở ra. Thêm một nhịp nữa, hít vào. Rồi bạn giữ ở đây, hít thở đi. Kéo cao lên nhé, hít thở. Rồi thở ra, bạn hạ xuống. Lại đan hai tay lại, áp má trái lên. Ngón chân cái chúng ta chạm nhau, thư giãn vòng tròn năng lượng, hít thở đều. Rồi bạn đưa trán về giữa, hai chân mở rộng bằng vai, hai tay chúng ta vươn về trước nhé. Chúng ta tập con thuyền. Hít vào, nâng hai chân lên. Đưa hai tay nâng ngực lên. Càng cao càng tốt. Thở ra, hạ xuống. Hai, hít vào. Đá chân cao lên. Thở ra, hạ xuống. Ba, hít vào. Thở ra. Bốn, hít vào. Thở ra.
Thêm một nhịp nữa hít vào. Bạn giữ ở đây hít thở đều, cố gắng đặt hai chân cao lên. Rồi thở ra hạ xuống. Chống tay ngang vai. Đẩy người lên về em bé nhé, thư giãn. Cho mong ngồi lên gót chân, chúng ta thư giãn ở tư thế em bé. Thả lỏng vai, thả lỏng lưng, hít thở sâu điều hòa cơ thể. Rồi từ từ chúng ta cuộn lưng lên, đầu lên sau cùng. Chúng ta lại chống hai tay về cái bàn, bạn kiễng 10 đầu ngón chân lên chữ V ngược. Chúng ta sẽ tập người leo núi từ chữ V ngược nhé. Chúng ta tập mỗi bên 3 vòng, hít vào bạn đạp chân phải lên. Thở ra co gối sang nách bên trái. Nâng mũi chân phải lên, hai hít vào, đổi bên. Thở ra đưa sang nách phải. Hít vào vòng 2, đá chân phải lên. Thở ra đưa sang nách trái, nâng cao mũi chân phải lên. Đổi bên nhé, hít vào. Thở ra đưa sang hốc nách bên phải. Hít vào thêm một vòng nữa. Thở ra hốc nách trái. Hít vào đá chân phải lên. Thở ra đưa sang hốc nách bên phải. Hít vào đá chân phải lên. Thở ra co gối hạ chân phải xuống. Chúng ta đổi bên nhé. Hít vào bạn đá chân trái ra sau. Thở ra co gối trái đưa sang nách phải. Nâng mũi chân trái lên. Hai hít vào đổi bên. Thở ra. Hít vào vòng 2 nhé. Thở ra đưa sang hốc nách bên phải. Hít vào. Thở ra. Thêm một vòng nữa, hít vào. Thở ra đưa sang hốc nách bên phải. Hít vào đá chân trái lên. Thở ra đưa sang hốc nách bên trái. Hít vào đá chân lên. Thở ra hạ chân xuống. Chúng ta co gối về em bé, thư giãn. Thả lỏng vai và lưng. Tay có thể đưa ra sau, ngửa lòng bàn tay lên, hoặc tay vươn về trước cũng được. Thả lỏng hai vai, thả lỏng lưng. Hít thở đều. Rồi từ từ chúng ta cuộn lưng lên, đầu lên sau cùng. Bây giờ chúng ta sẽ tập tư thế con lạc đà nhé. Tư thế này hơi khó một chút thì các bạn mở rộng hai chân bằng hông. Ở người mới thì chúng ta kiễng mũi chân lên sẽ dễ hơn. Chống mũi chân lên sẽ dễ hơn là chúng ta hạ mũi chân xuống nhé. Chúng ta sẽ tập cho bên phải trước. Bạn tóm chân tay phải vào gót chân phải. Chúng ta đẩy hông lên này. Rồi bạn vươn tay trái ngang tay. Giữ ở đây, hít thở đều vài nhịp thở. Hít thở đều nhé. Rồi thở ra bạn xoay tay trái về. Chạm vào gót chân trái. Chống vào gót chân trái và vươn tay phải ngang tay. Đẩy hông về nhé. Giữ ở đây và hít thở. 5 4 3 2 1. Thở ra bạn xoay người về. Bây giờ chúng ta sẽ tập đều cả hai bên luôn nhé. Nếu bạn chưa chống tay vào chân được thì chúng ta dùng tay đỡ lưng. Chỉ cần đẩy ngực lên như thế này thôi, ngả đầu ra sau. Còn những bạn tập lâu rồi thì chúng ta tóm hai gót chân luôn. Đẩy hông về trước, ngả đầu ra sau, thả lỏng đầu cổ. Giữ như vậy, hít thở đều. Rồi hít vào, bạn nâng người lên. Và thoát khỏi tư thế, thở ra chúng ta ngồi xuống, xoay vai nhé. Bạn xoay vai, xoay lên, đưa ra sau. 1, 2, 3, chúng ta xoay ngược lại nhé. 3, 2, 1, rồi chúng ta sẽ nằm ngửa ra thảm. Chúng ta sẽ tập bài tập nâng chân để tăng sức mạnh cho chân và tăng sức mạnh cho cơ bụng nhé. Hai tay ốp sát cơ thể này. Hai chân chúng ta khép sát nhau. Hít vào nâng chân lên. Thở ra hạ xuống không chạm thảm. Hai hít lên, chúng ta làm 10 lần. Thở ra hạ xuống. 3 hít lên. Thở hạ xuống. 4 hít nâng chân lên. Thở hạ xuống. 5 hít lên, cố gắng làm 10 lần nha. Thở hạ xuống không chạm. 6 hít lên. Thở ra. 7 hít lên. Thở hạ xuống không chạm, càng thấp càng tốt. 8. Thở ra. 9 hít lên. Thở hạ xuống. Thêm một nhịp nữa, hít vào.
Thở ra, rồi hạ chân xuống, mở rộng hai chân, hít thở sâu. Điều hòa cơ thể. Hít vào. Thở ra. Rồi chúng ta co hai gót chân về mông, tập cây cầu. Hai đầu gối chúng ta mở rộng bằng hông và hai bàn chân cũng mở rộng bằng hông nhé. Hai tay úp sát cơ thể. Đầu và vai chúng ta nằm ngửa trên thảm nhé. Hít vào, nâng hông lên, đẩy cao hông lên. Khi lên bạn nhớ đừng có tách đầu gối ra, sẽ bị đau lưng đấy. Thở ra, hạ xuống. Hai, hít vào. Thở ra. Ba, hít vào, nâng hông lên. Thở ra, hạ xuống. Bốn, hít vào, đẩy hông cao lên. Thở ra. Thêm một nhịp nữa, hít vào. Tay đỡ thắt lưng, chúng ta đẩy hông cao lên, cho cảm chạm ngực luôn, hít thở đều. Bài tập cây cầu này rất tốt cho những người bị đau lưng nhé. Nếu bạn bị đau lưng thì tập tư thế này hàng ngày nhé. Chữ như vậy và hít thở. Rồi thở ra, chúng ta hạ hông xuống, ôm gối sát ngực. Lăn lưng qua hai bên thảm, thư giãn cho lưng của chúng ta, hít thở đều. Lăn qua lăn lại, mát xa lưng. Rồi bạn đưa lưng về giữa, hạ hai gót chân xuống. Chúng ta gác chân phải lên đầu gối trái, tay ôm bắp đùi hoặc cẳng chân, ôm sát phần đầu gối, kéo sát, kéo nhẹ vào cái phần hông của chúng ta, phần ngực. Bạn giữ như vậy và hít thở đều. Cảm nhận cái vùng cơ mông của bên phải đang được kéo căng ra. Bài tập này tốt cho cột sống của chúng ta nhé. Bạn cứ giữ như vậy và hít thở thôi. Tay ôm dưới nhé, tay ôm dưới chân phải. Đây này, tay chúng ta sẽ ôm dưới chân phải, lồng dưới đầu gối của chân phải và ôm trên. Một là chúng ta ôm ở trên đầu gối, hai chúng ta ôm dưới bắp đùi cũng được. Kéo nhẹ vào cái phần trán của chúng ta. Cảm nhận cái vùng cơ mông bên phải đang được kéo căng ra. Giữ như vậy và hít thở đều. Rồi chúng ta đổi bên. Hạ gót chân phải xuống, gác chân trái lên. Tay lồng dưới đầu gối trái nhé, bạn ôm đầu gối phải này. Ôm sát phần đầu gối luôn, kéo nhẹ vào trán của chúng ta. Giữ như vậy và hít thở đều. Cẳng chân phải chúng ta để ý thả lỏng nhé. Hít thở sâu. Rồi thở ra, bạn hạ chân xuống. Chúng ta sẽ duỗi hai chân ra tập cây nến nhé. Bài tập cây nến này có thể hơi khó cho một số bạn. Chúng ta có thể cố gắng hàng ngày nhé. Hai chân khép sát lại, hai tay úp sát cơ thể. Bạn co gối lại này. Rồi nâng cái lưng của chúng ta lên, dùng tay đỡ lưng, rồi dựng chân lên. Nếu mới tập ấy, thì chúng ta chỉ cần hơi đổ chân ra sau đầu một chút. Nhưng mà chúng ta tập lâu rồi thì cố gắng dựng chân thẳng lên nhé. Rồi khép hai cùi chỏ lại, đưa tay lên phía vai. Dựng ở đây, giữ ở đây, hít thở đều vài nhịp thở. Cố gắng đẩy chân càng thẳng càng tốt, lưng càng thẳng càng tốt. Giữ như vậy, hít thở đều, tăng sức mạnh cho tuyến giáp và tuyến cận giáp, giúp cân bằng cho cơ thể của chúng ta. Chúng ta làm quen rồi thì bạn hãy đưa tay lên về phía vai hơn nhé và dựng chân thẳng lên. Khép hai cùi chỏ lại. Cố gắng hai chân chúng ta khép sát nhau, đừng có để cho nó tách ra hoặc lệch sang một bên nhé. Dựng thẳng lên và hai vai của chúng ta sẽ cân đối với nhau. Rồi thở ra, bạn co gối này. Hạ mông nhẹ nhàng xuống, hít thở sâu, chúng ta sẽ làm thêm một nhịp nữa nhé. Hít thở sâu, điều hòa cơ thể. Rồi chúng ta tiếp tục làm thêm một lần nữa. Khi các bạn mới tập thì chúng ta nên co gối lại như thế này. Và hơi đẩy mạnh cái lưng của chúng ta lên, rồi dùng tay đỡ lưng đẩy chân lên. Đỡ lưng và đẩy chân lên từng bước một. Đây, dựng chân lên trần nhà. Khép hai cùi chỏ lại. Hai chân luôn luôn phải khép sát nhau, bàn chân thả lỏng. Hoặc là vuốt mũi chân lên trần nhà đều được. Cố gắng đẩy lưng thẳng lên, hít thở đều. Vừa kéo giãn vai cho chúng ta luôn. Hít thở sâu. Rồi chúng ta co gối, hạ mông nhẹ nhàng xuống. Mở rộng hai chân, hít thở sâu điều hòa cơ thể. Rồi chúng ta sẽ làm tư thế con cá nhé. Bạn xòe 10 ngón tay, các ngón tay chúng ta sẽ đặt dưới mông. Luồn sâu cánh tay. Hai cánh tay duỗi thẳng và luồn sâu dưới mông nhé. Hai chân khép sát lại. Hít vào, bạn nâng đầu lên. Dùng khuỷu tay ưỡn ngực lên, đẩy ngực lên cao. Thở ra, chúng ta hạ đỉnh đầu xuống. Hạ nhẹ đỉnh đầu nhé. Cái lực ở đỉnh đầu của chúng ta rất là nhẹ thôi. Bạn giữ như vậy và hít thở đều. Tăng sức mạnh cho tuyến cận giáp và tuyến yên, giúp trẻ hóa cho da mặt và da cổ.
tăng dung tích phổi cho chúng ta luôn. Hít thở sâu. Rồi hít vào, bạn nâng đầu lên, thở ra hạ vai xuống. Hít thở sâu một nhịp, chúng ta sẽ làm thêm một lần nữa. Mỗi ngày chúng ta cố gắng đẩy ngực cao lên một chút nhé. Rồi tiếp tục lại hít vào, nâng đầu lên, dùng khuỷu tay ưỡn ngực lên. Thở ra chúng ta hạ nhẹ cái đỉnh đầu của chúng ta xuống. Đẩy ngực cao lên, hít cỡ. Bạn giữ như vậy và hít thở. Hít thở đều. Rồi hít vào, chúng ta nâng đầu lên. Thở hạ vai xuống. Đan hai tay lại sau đầu, gập cằm sát vào ngực, trả lại cho gáy. Thở ra, chúng ta hạ đầu xuống và mở rộng hai chân, nằm tư thế xác chết, thư giãn sau bài tập nhé. Bạn thả lỏng hai chân, thả lỏng hai tay, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Lòng bàn tay chúng ta ngửa lên, thả lỏng từng đốt sống, thả lỏng các khớp cơ. Hãy loại bỏ hoàn toàn mọi suy nghĩ lo lắng, công việc trong đầu. Tập trung ý thức vào hơi thở của bạn. Cảm nhận làn sóng thư giãn đang bao trùm cơ thể bạn. Thư giãn cho khuôn mặt của bạn. Thư giãn cho bờ vai, cánh tay, cổ tay và các ngón tay. Thư giãn cho đôi chân, bắp đùi, cổ chân và các ngón chân. Cảm nhận cơ thể bạn thật mềm mại, nhẹ nhàng, thanh khiết và hoàn toàn được thư giãn. Thư giãn. Thư giãn. Từ từ chúng ta đưa ý thức trở về. Bạn khép hai chân lại, hít vào vươn hai tay qua đầu, kéo giãn cột sống của chúng ta. Thở ra bạn hạ tay xuống và nghiêng người sang bên phải, chống cơ thể ngồi dậy nhé. Buổi tập của chúng ta kết thúc tại đây. Bạn tập bài tập đầy đủ hàng ngày này thì để cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn nhé. Bạn vào danh sách phát những bài tập yoga đầy đủ trong kênh của Thảo Yoga and Fitness nhé. Nếu bạn thấy video này bổ ích thì nhớ bấm nút đăng ký, bấm nút chuông để xem các video mới và chia sẻ cho mọi người cùng tập. Bấm nút like để ủng hộ kênh. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.